Tiền đến rất nhiều để bạn làm phúc cho đời. Khi bạn thấy rằng công việc kinh doanh của bạn ngày càng thuận lợi, bạn buôn bán ngày càng đắt hàng, bạn hãy quan sát xem bạn có từng khởi lên những tâm nguyện. Bạn ước nguyện rằng khi bạn có nhiều của cải vật chất hoặc là có những thành tựu trong cuộc sống của bạn, bạn không chỉ mang nó làm lợi lạc cho chính bản thân mình, bạn còn giúp đỡ gia đình dòng dõi của bạn, phụng sự cho cộng đồng của bạn, làm những việc phúc đức cho đời. Khi bạn phát lên tâm nguyện này, trời đất đã chứng giám, vũ trụ đã nghe thấy. Khi ý định của bạn càng trong sáng chân thành, muốn mang lại lợi lạc cho vạn vật chúng sinh, cả vũ trụ sẽ hiệp lực hỗ trợ cho bạn. Chỉ cần bạn luôn tinh tấn lựa chọn tình yêu, thể hiện trong cuộc sống, trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh của bạn, tạo ra những giá trị tích cực phụng sự cho cộng đồng của bạn và nỗ lực cố gắng không ngừng, bạn sẽ tự nhận thức rõ ràng mình nên làm gì và không nên làm gì để tạo ra của cải vật chất và những điều bạn ước nguyện. Luôn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, luôn có cơ hội từ tìm đến bạn để nâng đỡ bạn hoàn thành tất cả những dự định, mục tiêu trong cuộc sống của mình. Tiền bạc đến với bạn rất nhanh chóng để bạn có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Khi bạn đạt được lợi ích về vật chất hoặc là giống như những gì bạn ước nguyện, hãy thể hiện lòng biết ơn với vũ trụ, các đấng thiêng liêng bạn tin tưởng, những vị tổ tiên của bạn, biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ bạn, nâng đỡ bạn, dìu dắt bạn. Và hãy thực hiện đúng như những gì bạn đã khởi lên lời cầu nguyện. Bạn càng làm đúng như những gì bạn đã cầu nguyện, bạn sẽ thấy rất rõ ràng con đường bạn đi ngày càng phát triển. Bạn càng trở nên giàu có thịnh vượng bởi vì bạn đã có sứ mệnh thiêng liêng của mình. Vì bạn tạo ra của cải vật chất là để bạn mở rộng tình yêu, cứu người và giúp đời. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.